chớ nên bất ô bất tỳ, cần tha thứ hết những gì lỗi qua, làm cho thông nhất trong nhà, để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cửa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không phà giải để che bọc mình, sẽ còn bị kẻ nhạo khinh thị như súc vật mặt tình khiến sai. Làm người ai cũng như ai, chứ nên sống dưới gót dài người ta. Gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bề thức tỉnh khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bức giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho sinh con người. Mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không người ngu mê. Được về sánh cõi liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền, lai sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau? Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mây sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nữa chừng sâu bò. Cánh ngang lạ thường, xác thân xét lại tận tường, cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ gì, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mê trần.
nên không lung lạc say dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mê lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình, cứ giữ cho tinh tấn lòng, đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu, lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm, bảo thân cho đến mộc mầm cánh bay, muốn về gặp Đức Như Lai. Bao nhiêu tội lỗi thẳng tay chỉ trần, càng làm cho nhẹ được thân, thì càng trong bước đến gần đài sen, những điều lòng mến và quen. Nhất thời khó bỏ ráng kiên, nhiều ngày viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài cho nên. Con ơi nếu chẳng chỉ bền, đạo màu khó đoạt Phật tiên khó gần, chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra, từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng, mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mê, rời được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhộn nhàng, sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần, lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dội vàng bái Phật quy y muộn màng, lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát, nhà đông tây sự chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mộng meo, ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng, bao nhiêu cái có quá không. Thương cho sanh chung luôn công, tạo tành phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán gây thù, để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oán nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu. Trời lai đất chuyển mặt dầu, thiện nhân vẫn được trong bầu an cư. Mắt phàm thấy thật mà hư,
thấy hư mà thật ôn từ khó phân xưa nay bao cuộc tây trần. Chớ nào phải mới một lần này đâu, biển sông đổi lại còn dấu núi non biên hóa rồng ruộng dấu đồng bằng. Chớ không luôn được bình thân, chúng sanh vì thế mạng căn mong mạnh nguyên nhân tội ác như thành. Cho nên không ai được bình thánh đời này, trái mùi phải rụng khỏi cây. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biên đổi tan tành gấp đời bình trị sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thế chân tay ruột rà nó cơm ấm áo mỗi nhà sống trong vui sướng ôn hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên thức thần trong cánh hoa liên tột vời ngoài vòng đính luật đất trời. Không còn sanh tử đeo nơi thân mình hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn với cái chân thân. Quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ vài lây có một hào. Trả ra mười lưỡng chân nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đần hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng sống trong muôn giấc mơ màng. Cứ cho là thật càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau. Chúng sanh kha tịnh cho mau, ở ngoài cõi tám con bao cảnh màu. Không tu cõi Phật khó chầu, nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh. Trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sông gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoặc loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên trì giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực
tỉnh giấc mơ thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra há dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng khiến cho vạn sự đều tùng cảnh ra, bao nhiêu nhơ xấu giải tà cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình tất không bị cảnh dỗ dành đường công, nhớ câu vạn sự dài không tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn, chung quy cũng dạy như chư nhân nhu chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cô chấp chùa đền cốc am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chứ tu với Phật bỏ lu người phàm. Việc chi Phật cũng đã cam, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm vòng nạn tai. Từ bi chớ tiếc với ai, việc chi giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo, thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên, mới là khiến kẻ lòng nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là, buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cũng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lầm. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly, thì người cũng có thể đi trở về. Rất
ráng khuyên người tỉnh giấc mê. Như xưa Phật đã dỗ về lấy con, quản chỉ thân xác mất còn, miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si nên thương, chớ có điều gì bị khinh thoảng. Như người có chửi mình cũng nên tha thứ, chớ nên oán hờn, giết nào cũng có nhân duyên. Hận người tất bị người hờn, chẳng không có câu hình giải bóng công. Làm hung nhất định khó trong gặp hiền, cách đây độ mấy ngàn niên. Con còn nhớ rõ sự duyên một ngày, có chàng nổi tiếng đờn hay. Các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta, nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mê thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng. Lần lần đến thật tay chân sủi què, hết còn đồng đầy ngó ngoe. Cây đờn đành bỏ hết khoe tài, đờn gần xa đều dậy tiếng đồn. Cho rằng anh bị trời hành tội khinh, mới cười người kế cười mình. Luật nhân quả chớ lầm khinh mà lầm, giữ lành các việc do tâm. Chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy, lợi mình hại kẻ bỏ đi. Chớ làm của nên thí chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng. Giúp nhau kẻ của người công cho, không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm, khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng, thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn.
mọi người nên mở lòng nhân, chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay, nhà xây được lớn, đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa, để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng, người ở ăn cho sạch, nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành, khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi, lợi riêng để hại cho người là nhớ. Từ xưa chi đến bây giờ, những người bất nghĩa ai thờ, tới đâu giàu sang bạc chất ngang đầu, làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ, khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua, biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay, biết đem hột muối chia hai cho người, thấy hư giải dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học, đòi mỗi người tự tánh biết soi. Lựa câu để nói, lựa nơi để làm, phần anh biết xử kham, phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng, vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình, lúc nào cũng giữ công minh, việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham, cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu kêu, cho ai cũng biết theo đường lành, bỏ điều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người, tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhão cười, người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa, nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa, làm màu giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn, người nói ra thì biết nhường lời thông minh, nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu, không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghì, càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở an quy cũ trong đời, trong thời thuận thảo ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ, từ đó là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai, khi ăn trái phải nhớ ngay công chồng. Chịu ơn chẳng đáp đền xong, sống thì hổ mặt thác không siêu hồn. Chớ cho trốn nợ là khôn, kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho có lắm bôn đào, cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình. Cho nên trong lúc sanh bình, nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã trả thật không, mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần. Ráng nên tu dưỡng tinh thần,
đừng cho các nghiệp buộc thân sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm. Ở phàm tạo nghiệp phi phàm chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân làm tan nát cả nghĩa nhân một đời, phải nên bình tĩnh con ơi. Hư rồi khó sửa, rách rồi khó khâu, việc chi cũng xét đuôi đầu, chứ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhớ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sáng sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt, tai mắt tai muôn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muôn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đập xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đại ơi con. Có đời chết chóc heo von, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên quan, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này.
Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sông biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi, dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dù có nặng nề, miễn đời nhé gánh cũng hê hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành, bỏ lòng giết hại lấn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai lạ cùng. Một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm trơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm. Nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cày, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập
đạo vào tu người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toàn cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm, chúng sanh như lạc rừng thâm. Lấy sao làm dấu để tầm hướng ra, cứ quanh trong chốn rừng già thân kia, khó tránh hùm ta ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bông có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ, đủ làm vạn vật xác xơ lắm rồi. Biến thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành, không mang thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn, xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay. Ruột rà đầu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn ăn xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim. Chút nào điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dựng lên. Con người nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng độc tâm thành, chấp tay thì phải lòng thành. Nam mô học
câu Bồ Tát hư vô của người muôn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngạn muốn lên nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành. Nhà tu thì phải làm lành trọng điều phước đức hơn danh lợi trần tu cho minh mẫn tinh thần. Tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ tại người chưa được tốt thu vọng trần. Phải cho đoan chánh nhân thân trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều những gì còn có bao nhiêu. Tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Dòng tình như đá nam châm. Cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai là điều rất khó xưa nay ít người. Việc chi dù khó mấy mươi lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành. Tu thêm nhất định sẽ thành cũng như giàu có nhờ danh nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người cho lửa thân sơ làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đang mắt hiền nhân kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa nói năng thêm bất trí chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi trong tâm còn tưởng quý chi. Trừ xong chớ để thực thi ra ngoài mỗi khi tâm vọng trừ ngay tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chạy đã mòn thường ngày biết sửa lối còn vào đâu. Thường người hắn ngay buổi đầu sau rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông dình tâm cứng tở sắc đồng ít
ai, tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời, nhiều người nào khác con dơi. Ba hồi làm chuột ba hồi làm chim, mơ thương đời chẳng nỡ ngồi im. Con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân, mặc cho nắng sợ mưa tầng từ bi, dẫn đặt gót chân khắp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi, con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy, giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông. Mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân, tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ít nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mặt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lầm son đâu đành. Thấy ai khổ biết động tình, không cần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng, phải lo dè giặc cánh chừng. Hớ hình một tỷ địch quân, nó vào thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do, cái bầu vũ trụ thật to. Những tâm người lấy đỏ so, kém gì tâm không có sắc màu chi. Chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm, trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng,
bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muôn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy đang kiếm tầm cho ra, tự làm chứ cậy người ta. Vì rằng thành Phật thành ma tại mình, khó khăn lục dục thất tình cố ngăn, sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên hơn nhau, ở một chữ bền mà thôi, nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không, thức ca cũng phải dày công. Chớ đâu đạt được lục thông tức thời, thiện nam tín nữ khắp nơi cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sáng không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi thật, là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường, chớ đời đủ thứ ghen tương. Đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình, đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đảo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đảo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đảo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đảo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đảo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đảo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi sự hẹp lòng, đạo thường lấy giả phan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa,
đảo thượng hoa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hãy phân biệt đó đây đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hãy người ta đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi đạo như bàn thạch được dồi thêm trân. Đời như cột mọt đem sơn đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tính ra muốn thu khó gặp để mà hồi tâm.
Giữa đêm trong lúc yên nằm khó kêu mở mắt khó làm dậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn sắp gần đến lúc trả chung tai nàng. Điền viên sự sản tan quan chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương đồng tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mới trong mưa bây giờ còn mạnh người chưa dấy trời. Tay bay quả gửi giữa vời từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thiệt tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hung, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này khổ thân. Chẳng phải phúc giây mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đông quách chiều chuối vô hòm. Mà nếu đem mắt quế mà dòm, mỗi sanh chung có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ. Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật
tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo gì, chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa trễ quá, biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn, mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc dình được cái tâm, không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó não đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc dường bao thà, cam bỏ sắc chớ não nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng, gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chớ vội cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau, thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn nghĩa, tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền diệt nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo viết nghĩa khó mà lập thân.
nghĩa là tế thế an dân giúp người hữu sự không cần lợi chi, ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi cũng đều có thể cứu nguy cho người, phải nên tùy lúc tùy nơi dùng để dùng việc nghĩa cho đời, nhờ ra ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không, đời càng lắm việc bất công thì là giết nghĩa càng trông cậy nhiều, người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa, kẻ cho mình bực đãi thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tám đại vương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hai, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muôn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ não kình, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồn dại ngu. Ngu như kẻ khác uống dầu, ngu như lũ bướm bay vào đèn trống, đều chỉ trai với lẽ công, mạnh như ông hạng cũng không lâu dài. Được quyền chớ có hiếp hại ai, hai người nhất định quyền quái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hờn sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oán, dưới không ai thù. Sáng đừng lừa gạt kẻ mù, không khôn đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gạt mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng, khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến, trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lựa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm này, cơm dân ăn uống no nay. Ơn dân chẳng trả còn tề chặt dân, thấy dân khổ bắt não nần. Ai người thiện chí cũng cần ra tay, không dân cũng chẳng có ai. Dân là trụ cột chớ dài đạp dân, người nào muốn được lập thân phải cần song sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thị lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công.
việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân không cần phải có phép thần cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên phép thần có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh mà không đoái tưởng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi xem thường sống chết cũng vì chúng dân. Không dân thì đau chẳng cần, đau cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng reo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn diệt chiến tranh, đạo càng cố đóng hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được kham, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bùi ngùi, thẹn mình chưa được xong rồi việc chi. Đôi dòng lệ bỗng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chị muốn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lướt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến cô bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật Ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh nơi lòng ơi con. Mặc dầu kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khắc giường bao, không mòn chí cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được. Xong con ơi nuôi chỉ đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dầu từ nguyện có nhiều, cứu dân xong cũng phải chiều thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác hẳn đâu ngờ ơi con. Xuôi thì muốn viết được tròn, ngược thì trăm sự vẫn còn bề nhây. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng vẫn từ bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ơi con. Đợi mùi thì trái mới ngon, vội vàng hai lúc còn non chua lè. Hãng kỳ đã mong tở the, nóng lòng mấy cũng nhớ đè ơi con. Ân riêng sẽ được đáp tròn, nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngay việc mấy ngàn năm qua rồi.
thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi đảo xong thì mỗi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng gục mây liền vẹt bóng hồng lộ ra, động lòng nước mắt nhỏ xa. Cúi đầu bái Phật như là tạ ơn, xác phàm biết liệu sao hơn. Chỉ dùng lễ của khách trần đáp qua, trời mưa bỗng nặng thêm ra. Chừng như thay việc trải qua cũng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường đuốc thần chẳng rỗi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bùng bỗng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chiêm bao, cảnh không giống cảnh tạo đào thế gian. Phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vì kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tở chuông ngân báo rằng sự giả với chân xa gì khác nào. Đôi mắt nhắm đi nhắm thì thấy tối, mở thì sáng ra. Mở thì sáng thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên qua nhiều bóng sắp đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một vựng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trước sen xào héo ngay. Có sen tươi tắn mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian canh qua sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở nào cho quần hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dông dài, tử sanh diệt lân ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh tham chưa dứt chưa yên sự đời. Đông Tây lỡ đất lông trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm, ít ai cởi mở gông cầm cho ai.
thấy người mắc nạn vỗ tay không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân dịp rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghề đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Tình đời vị kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu nhiều cuộc máu, đều lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Nhắc hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được đủ làm siêu thăng. Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trăm ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho vay thì bắt thế chân, vốn lời trả thiếu tịch quân gia tài. Ruộng đồng thắng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bác học lúa thiên, vẫn khe khắc với tá điền từ tô lúa tiền lo gấp thâu vô. Còn nhân với nghĩa rất khô khan, lòng gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sau hết việc ông tham, ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân. Bỗng đầu gió thổi qua thân, phú ông xây sầm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền cháy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi. Khiến ông vào gọi lương y, bảy ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hãy còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiện lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Dông duyên phải hợp thời cơ ngay, trong đêm ấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phu gia bệnh, ông đã phát tuần qua nặng nề. Thoảng như trong lúc nằm mê chết luôn, nay xác dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cái tiền nông, chẳng đem theo được một đồng trong tay. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu.
chính mình mang tiếng hiểm sâu của làm ra ấy, nó đâu theo mình. Xác thân nhất định ra sinh, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy bạc tiền là thứ vô nghị phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia vẫn lộ tự sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không? Chỉ bằng mượn lớp bụi hồng lấp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu khen rằng lời ấy ngọc châu không bì. Nhận mình đã quá mê si già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu nên đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quay đầu. Chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai. Ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liền đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mẫu đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy giả đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang.
trên đầu phóng một hào quang, hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng một lời rằng phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gây trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai khác hơn, tham vượt khỏi ngoài trầm luân. Nghe lời Phật nhắc tiền thân khiến lòng đây bắt bần quân trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọ siêu gì cũng tại mình. Giác tâm là Phật, mê tình là ma. Nghĩ rồi đây mới thưa ra, kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu, cũng như ngủ thức khác nào ơi con. Hồng kia chát bởi còn non, chín rồi hồng ngọt chát còn đâu xanh. Trước hùng sao biết làm lành, việc hùng xưa đã tan tành còn chi. Phú ông xưa đã mê si, sau khi giác ngộ mê gì cũng tan. Xưa kia con cũng phàm gian, nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên. Thật ra mỗi việc hư nên, do tâm chứ có bắt đền nơi ai. Phú ông xưa với hiện nay cũng là con, chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ơi con. Khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyển kiếp chiều loạn đổ dân. Cứu đời dù phải quên thân, cũng vui chẳng chút ngại ngần ơi con. Ngày nay gặp cuộc héo von, lời nguyền xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn. Cho nên từ chốn kiếm sơn, lời lành Phật chuyển để con thêm tường. Lối đi rất có muôn đường, chọn đường đi tới Tây Phương kẻo lầm. Con ơi ngọc ân khó tầm, đường chân khó kiếm, đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chướng quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm. Trừ xong nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai. Còn ngăn còn thấy trong ngoài rút ngăn, chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật giọng đồng ngâm lên bài kể của lòng như sao. Bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, dáng vật chi tối linh. Dứt lời thanh thoát ngọt ngào, đây liền mất niệm cúi đầu cảm ơn.
Nếu như chẳng có sâu duyên trong đời mạt pháp kệ chân khó tường. Vì yêu ba tánh thập phương từ bi lấy kệ khai đường mê ly. Ẩn sâu biển thẳm khó bì đời con biết phải lấy gì đáp xong. Qua vui tràn ngập cõi lòng đồng thời lệ cũng lưng chồng khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn liền nghe lời Phật báo rằng con ơi. Trời soi là phận ánh trời người không phi ánh sáng thời là ngoan. Đã qua được giấc mong tràn gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên thì điều Phật bảo khá nên nghe lời. Tình xong được giấc mong đời sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình tỉnh rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắc bệnh thấy lòa chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài. Dẫu nằm bên cạnh Phật đài vọng tâm chưa dứt nạn tai khó trừ. Phật đài vốn cảnh chân như, cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu, tu mau hay đã tu lâu chân như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chắc chua lắm giả bưởi bồng đạo thì lỗi đau đời không mê mãn đời. Con ơi không những nạn trời chúng sanh còn chịu nạn người đã đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang trẻ già bất tỉnh mê mang sắc hồn. Tay bay quả gửi dập dồn tài ba thế mây cũng khôn ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa chết trôi theo gió chết đùa theo mây. Chết do máy tạo chuyện xây chết vì nhân loại xúm gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng nhưng thua cái chết khổ khang khí trời. Chúng sanh mạng sông ngắn rồi còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương để cho mau được bớt đường nan tay. Mở tình yêu khắp nhân loài giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hơn người tất bị người hờn ghét người, người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Mình no người khác cũng no sự vui ấy có chi so sánh bằng. Dục tâm ấy cũng ráng dằn dằn cho đến dứt
tuyệt căn không còn. Tình yêu nhân loại chẳng mòn sánh cùng chư Phật, đâu còn chỗ sai. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Người khôn dìu dắt kẻ ngu giàu, thì giúp khó là tu thật lòng. Giả tu thì có rất đông, thật tu lập kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời ngạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối lạm dùng, khiến cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đạo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sao, đành ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ơi con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn, sợ lo như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền, cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lần đáng tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tô điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng. Đạo màu tràn ngập trong dân, hòa bình trở lại thôn lân vui vầy. Trò không thẹn mặt với thầy, thầy trò xúm họp là ngày an cư. Tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặc ai làm nói cơ cầu, phận chân đệ tử một câu trung thành. Bỏ thân mây lượt cũng đành, đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi, một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Việc chi muốn khỏi sai lầm, trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương, cứ làm mặc kẻ đón đường ngăn sông. Thấy ai khổ biết động lòng, nghe người nói đạo như rồng gặp mây. Biết công rang sửa cho ngay, hiểu lầm cố sức đổi xoay khỏi lầm. Ngủ mê đến mấy triệu năm, thức trong chốc lát đủ làm sáng ra. Chớ lo trí huệ còn xa, đèn khi châm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần, tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sao lãng chân tình, quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài, muốn mau trong phải lao ngày lao đêm. Tại mình không nỗ lực
thêm, chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu, bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ vốn ở tâm cơ, tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay. Tại mình chẳng phải tại ai không cao, trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên, trách sao chẳng thấy rộng thên bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời, làm sao thấy được con người thanh tâm. Gốc mê ba tâm quá thâm, mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo, cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng tu, như thế đó uổng công bất thành. Sáu căn nếu chẳng trọn lành, thì là không thể hoàn thành sáu thông. Phải làm cho lặng biển lòng, mới nhìn thấy được mắt rồng quy nghi. Tâm còn thay mấy mê si, như trăng mấy án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tánh trẻ già, tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai, khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y, đạo nào cũng đắc quá chia cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới cõi ngành heo khô. Miệng mô lòng chẳng chịu mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mắc mưa. Dân hương cũng Phật sớm trưa, thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu, chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai. Những người trước Phật lại dạy, về nhà làm ác Phật ngài đâu vui. Tóm thâu vơ vét của người, đem ra cung Phật, Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu, người nên thành y chớ âu làm trò. Của mình một tí đem cho, giá hơn của cướp mấy kho xôi vàng. Phật là khắp cả thế gian, muốn dẫn cho Phật phải sáng cho người. Người xong thì Phật cũng rồi, bỏ người theo Phật, Phật trời cũng xa. Xưa kia còn nhớ Thích Ca, vật chi cũng bố thí ra cho người. Đạo cao nhờ rộng độ đời, bởi đời không đổ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi đổ đời. Bằng tiền, bằng sức, bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tỉnh mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem mình trong độ mình, ngoài độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới độ được đời, cột con muốn bắt
phải chui hang hùm. Chẳng cùng sanh chung hợp sum khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lưu đồng tiền. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kể kinh. Chớ quên ca nước chim cành, độ người phải nhắm cảnh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kéo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo độ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên, khó hơn bao vượng đừng chuyện trên cây. Cho nên từ trước đến nay, tu nhiều nhưng rất ít ai được thành. Không tìm ra được mối manh gỡ, cho đến chết rối đánh vẫn còn. Biết rồi dễ lắm ơi con, chưa thông rất khó như lòn trong gai. Chớ nên chế nhạo một ai, khi mù ai cũng lấy tay mà rờ. Chưa xem nên mới còn ngờ, thấy rồi đâu có bao giờ sanh nghi. Đạo nghe rồi thực hành đi, hành cho đúng cách quyền vi sẽ tường. Bảo tu vì bởi yêu thương, của trần chẳng hướng còn lường gạt ai. Tử sanh Phật đã đứng ngoài, nhìn vào sanh tử muôn loài thương tâm. Hết lầm dắt kẻ còn lầm mù, không nghe sáng đường tầm sao ra. Bảo tu như lửa cháy nhà, chứ đâu phải việc ngâm nga giải buồn kể kinh. Nhiều kẻ đọc xuống như chim học nói, như luồng gió qua. Không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm sao hiểu chỗ sâu xa nhiệm màu. Lắm người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bề ngoài. Miệng cay mà chẳng tâm cay, đau trong mà cứ chữa ngoài sao tiêu. Nói sao làm vậy một chiều, miệng tu lòng cũng tu theo tất thành. Người lành sanh ở cõi lành, kẻ hung thì phải sanh thành cõi hung. Giả tu cõi Phật khó chung, chung sanh cần phải thật lòng nhập môn. Thật hồn thì được con hồn, thật thân thì được giữ thân lâu dài. Ở trong đời bất luận ai, dài đời tất phải đầu thai trong đời. Của dây thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tai, tội nơi tiện kiếp đã dai quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giông gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiên mà phạm giới cũng thâu lại phàm. Giết chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa ham, rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muôn thuở được làm siêu nhân.
thân trần ai cũng thân trần khác nhau ở chỗ tinh thần tục tiên. Tục dù sang mấy cũng hèn tiên, dù hèn mấy cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân dơi, hết sanh hết bị chốn nơi cõi trần. Luận suy cho đủ xa gần, đảo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đầy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến nơi cuối cùng. Tu không đợi lúc gia dùng, đạo không chờ đến đời cùng mới khai tu, vì muôn hết đầu thai. Đạo vì cứu kẻ mê sai mà truyền, dù không có cuộc biến thiên cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Huống là gặp lúc tận đời, sự tu càng phải trau dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp người còn bào thai. Hễ sanh phải tử chừa ai, tử sanh còn chịu thánh thời bao giờ. Nghe lời Phật mách quyền cơ, vượt qua bể khổ lên bờ giác linh. Sầu ưu hết buộc lấy mình, cùng hàng Bồ Tát kết tình trường sanh. Các ma bệnh hết hoành hành, tử thần cũng chẳng dứt danh mãn căn. Cảnh vui còn cảnh nào bằng, bất sanh bất diệt niết bàn là đây. Mau tu chưa trễ phục dây, mộng đời như bông xế tây non đài. Thấy con nhăn nhó mắt mài, phòng đơn bông chiếc lòng này thêm đau. Từ xa mượn ngọn huỳnh hào, cùng con hỏi ngộ để trao lời lành. Vợ này cũng đã thâm canh, mộng trần đang nhốt chúng sanh ta bà. Xác tuy còn thở vào ra, nhưng hồn đã bị chúng ma lưu đày. Mộng thân chỉ một đêm ngày, mộng tâm thì nó kéo dài muôn thu. Thân tâm nhốt giữa ngục tù, đớn đau vô lượng khổ sầu vô biên. Cảnh này cứ mãi tiếp liên, lầm từ há ngồi yên mà nhìn. Cứu dân được khỏi cực hình, thầy trò mới được thỏa tình từ bi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, khách chưa tới bến dễ gì thuyền ngưng. Riêng mình dù khổ cũng ưng, miễn cho ba tánh xa gần được vui. Tình yêu nhân loại không nguôi, bỏ thân thì chịu, bỏ người thì không. Luôn luôn nuôi chí đại đồng, bốn phương trời chỉ một lòng yêu thương. Tạo nên thế giới thiện lương, sống thì hạnh phúc thác nương Phật đài. Thương nhau như một bào thai, nhìn nhau bằng mắt đắng cay không còn. Bao nhiêu tình cảnh heo giòn, tan như nắng tuyết không còn diễn ra. Bắc Nam đồng chí hảo hòa, người người lát nghiệp nhà nhà an cư. Điều này phải được ý như đạo khai trước, muốn cho người bấy nhiêu. Đêm nay chỉ có mấy điều con nên truyền lại cho nhiều người nghe. Lửa tuy chỉ có một
que khéo mồi ra cả muôn nhà sáng trưng. Đến đây thì Phật lùi chân để ta trở lại một thân nơi phòng. Cảm ơn nước mắt nhỏ ròng tả sao hết được tấm lòng từ bi. Trải qua nhiều thuở nhiều kỳ Phật không tiếc một điều gì với ta. Lời này ai được nghe qua nên suy nghiệm kỹ rồi mà tu theo. Nước hồ nào được trong veo thì soi thấy bóng như nhau khác gì. Với ai Phật cũng từ bi chứ nào Phật có riêng gì cho ta. Những lời của Phật thuyết ra muốn cho ba tánh gần xa được tường. Nếu ai cùng Phật một đường tức là Phật cũng tùy phương giáo truyền. Trẻ già nên ráng tu hiền để nghe được pháp bí truyền thế tôn. Ít hàng nhắn gửi hương thôn đến đây xin tạm ngừng dòng bút nghiêng. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.